Theo Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, kim ngạch xuất khẩu chè vẫn chủ yếu thiên về số lượng. Vì vậy, doanh nghiệp cần phải thay đổi về cách làm chè hiện nay, từ chủ yếu thiên về số lượng sang thiên về chất lượng để tạo ra những sản phẩm chè cao cấp, vào được những thị trường cao cấp và từ đó thương hiệu hình ảnh chè Việt Nam sẽ phát triển bền vững hơn. Đó là vấn đề được tập trung thảo luận tại hội thảo Thông tin thị trường và bài học kinh nghiệm xuất khẩu chè Việt Nam, được Cục Xúc tiến Thương mại tổ chức mới đây nhằm giới thiệu về tiềm năng thị trường tiêu thụ chè ở Hoa Kỳ, châu Âu và một số quốc gia trên thế giới. Bài học kinh nghiệm về xây dựng thương hiệu chè. Tại hội thảo này, các chuyên gia đến từ Hoa Kỳ và các doanh nghiệp đạt giải tại cuộc thi chè đặc sản quốc tế đã chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời đưa ra những lưu ý khi xuất khẩu chè vào Hoa Kỳ về bảo quản chất lượng chè xuất khẩu, xu hướng tiêu dùng và thị hiếu, việc xuất khẩu sản phẩm và xây dựng thương hiệu chè Việt Nam, để các doanh nghiệp ngành chè lưu ý hơn tới khâu kiểm soát chất lượng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, đẩy mạnh xúc tiến thương mại và xây dựng thương hiệu.